Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc đã phát triển công nghệ điều trị mới bằng tế bào gốc từ nước tiểu, mở ra hy vọng cho hàng triệu người bệnh suy thận mạn tính trên khắp thế giới. Nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Tế bào EHL Bio, viện nghiên cứu và phát triển hàng đầu tại Hàn Quốc trong lĩnh vực tế bào gốc và y tế cộng đồng. Các nhà khoa học sử dụng công nghệ nuôi cấy protein Clotho, loại protein giúp điều chỉnh cân bằng muối và nước, đồng thời bảo vệ và duy trì chức năng thận. Khi thành phần Clotho được tăng cường trong môi trường tế bào gốc từ nước tiểu, có thể hỗ trợ quá trình tái tạo và phục hồi các tế bào thận bị tổn thương. Phương pháp của Viện Tế bào Hàn Quốc sử dụng tế bào gốc từ nước tiểu để điều trị bệnh suy thận và thận mạn tính đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả, được coi là liệu pháp đột phá trong điều trị bệnh suy thận.